Quý khán rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 16h30 phút thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong chương trình Chuyện Cảnh Giác để làm giàu thêm kho kiến thức phòng chống tội phạm của mình và để tự trang bị cho bản thân những phản xạ cần thiết khi bắt buộc phải đối mặt với những tình huống hay những tai nạn hiểm nguy. Cụ thể với tình huống sau đây, tên lừa đảo đã lợi dụng lòng tốt, lòng tin tưởng của người hợp tác kinh doanh để ra tay chiếm đoạt tài sản. Cùng xem với Nguyên Khang để hiểu rõ hơn chiêu thức này quý vị nha. Anh Hoàng, em đây nè. Khỏe anh? Khỏe. Dạ, mời anh ngồi. Anh uống gì em kêu luôn. À, kêu mà anh ly cà phê đá đi. Em ơi, ly cà phê đá. Chờ lâu chưa? Dạ, em mới tới à. Rồi cái tiến độ công trình đó ổn không em? Dạ ổn anh cứ yên tâm. Khoảng nửa năm nữa là xong công trình rồi. Ừ, cảm ơn em. Nói tới em mới cảm ơn anh nha. Cũng may nhờ bên anh tin tưởng mới giao công trình cho bên em làm. Cái chuyện đó bình thường thôi em. Nghĩa là bên công ty em có khả năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bên anh thì em trúng thầu thôi. Dạ, cảm ơn anh. Em xin lỗi, em có điện thoại. Alo, anh nghe nè em. Thì anh cũng đang say đó, cũng lo một phần nào để trả nợ cho công nhân nè. Cũng phải nói phía bên đối tác á, du di cho mình chút xíu chứ. Ừ, anh biết rồi. Vậy nha. Có chuyện gì vậy em? Dạ, không giấu gì anh. Hiện nay công ty em đang gặp một số vấn đề khó khăn á. Em không có lo, không có xây đủ tiền để mà trả tiền lương cho công nhân với nhân viên của công ty. Rồi bây giờ em tính sao? Các cái bên đối tác của em với lại tiền để trả cho bên cung cấp nguyên vật liệu á, em có đủ không? Dạ, bên đối tác với lại bên cung cấp nguyên vật liệu thì không sao anh. Em vẫn đảm bảo với anh là tiến độ công trình nó sẽ vẫn đúng tiến độ của mình. Em chỉ lo là không có tiền để mình trả lương cho công nhân, tội cho họ. Chuyện vậy mà sao anh không biết gì hết trơn vậy? Trời anh, em cứ nghĩ là em lo được mà đâu có ngờ hả, kẹt quá. Mà cái chuyện này cũng đâu có vui vẻ gì đâu mà nói. Cái thằng, anh em mình làm chung bao nhiêu lâu nay rồi mà giờ còn nói như vậy. À, em tính cầm chiếc xe 4 chỗ của em để thanh toán cho công nhân á. Anh có quen chỗ nào mà cầm được giá cao không anh? Cầm ô tô hả? Dạ. Không nói giờ anh cũng không nhớ. Chờ anh kiểm tra danh bạ. Dạ. Đây nè, em lấy cái số điện thoại này đi. Dạ. Cái này là cái chị tên Trâm. Dạ. Anh cũng thân với chị này lắm, có cầm ô tô luôn. Em cứ gọi điện thoại nói chị Trâm là anh Hoàng giới thiệu. Dạ, cái này em gọi cho chị xong em nói là quen với anh Hoàng. Mà có nói anh Hoàng làm ở công ty nào hay sao không? Thôi vậy, lỡ giúp anh giúp mày cho chót. Dạ. Để anh gọi chị nói chuyện trước. Mà giờ em muốn cầm cái xe lúc nào? Dạ em tính là ngày mai mình cầm luôn á anh. Tại vì bây giờ tiền lương công nhân gấp quá rồi, phải thanh toán cho người ta chứ để tội người ta đó. Rồi chờ anh chút xíu. Alo. Dạ. Em Hoàng chị. Dạ cảm ơn chị, em khỏe. Dạ thì có chuyện vậy. Em có người bạn quen mà cũng là đối tác của em á. Bây giờ thằng em đó nó đúng cầm cái xe 4 chỗ. Dạ. Chiều nay hả chị? Chiều mai không được hả? Dạ chị chờ em cái. Chiều nay mình đi được không? Dạ được anh. Dạ chị Trâm. Dạ vậy chiều tụi em đem xe qua luôn.
Tôi làm ăn với Sơn, lúc đó Sơn đang là giám đốc công ty xây dựng. Thì tôi cho anh ta đấu thầu xây dựng một cái công trình lớn. Nên mà khi mà tôi nghe anh ta than thở là đang gặp khó khăn về tiền trả công cho cả trăm công nhân gì đó. Thì tôi cũng dân làm ăn nên cũng biết mà, khó khăn xui rủi thì chuyện đâu tránh khỏi đâu. Cho nên là tôi giới thiệu Sơn qua bên bà chị quen, tại muốn anh ta cầm xe được giá cao. Dạ, cảm ơn anh. Uống nước đi. Dạ. Đây, số tiền này là của em, 200 triệu ha. Dạ, em cảm ơn chị. Còn giấy tờ này là chị giữ nha. Dạ. Vậy bây giờ mình ra mình coi xe luôn đó chị. Ừ, đi đi. Ra coi xe. Hoàng là một người em thân thiết với tôi, cũng thường giới thiệu nhiều mối làm ăn cho tôi. Nên khi Hoàng nó giới thiệu Sơn cho tôi á, thì tôi đồng ý cho cầm cố xe. Dạ, em gửi luôn cái chìa khóa xe cho chị. Ừ. Dạ. Khi Sơn đem xe tới cầm thì có đầy đủ giấy tờ, nhưng chỉ là giấy tờ photo công chứng. Bình thường thì cần phải cho tôi xem giấy tờ gốc, bản chính để tôi đối chiếu. Nhưng vì Sơn là bạn làm ăn của Hoàng nên tôi không có nghi ngờ gì hết. Em chào chị, em về nha chị. Ừ. Hai, ba, bốn, năm chiếc này sắp tấu hạn rồi đây. Còn cái chiếc xe hơi này nữa. Sao mà lạ vậy ta? Sao lạ ta? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Chị ơi. Chị ơi chị. Chào anh. À, chào chị. Chị có phải chủ ở đây không? Tôi là chủ ở đây. Tôi tên Trâm. Anh có cần gì không? Chiếc ô tô đậu ở đó là của công ty chúng tôi. Anh nói sao tôi không hiểu được ạ? Thôi tôi mời anh vô nói chuyện đi nha. Mời anh. Mời anh. Hắn ta trả lãi được có 3 tháng đầu tiên. Đến tháng thứ 4 thì tôi liên hệ hoài không được. Đang thắc mắc thì có người đàn ông tới nhận là chủ chiếc xe đang đậu ở sân nhà tôi. Sao? Anh nói tôi không có hiểu. Có thể anh trình bày lại giùm tôi được không? Đây, chị xem đi. Trên xe có gắn máy thiết bị định vị, cho nên tôi mới tìm được tới đây. Sẵn đây á, tôi giới thiệu cho chị biết luôn. Tôi là chủ cho thuê xe hợp đồng. Còn chiếc xe đó là tôi cho anh Nguyễn Văn Sơn thuê để chạy. Anh nói sao tôi không có hiểu được á. Chiếc xe đó tôi cũng cầm của anh Sơn 200 triệu đó. Có giấy tờ đàng hoàng nha. Nè anh coi đây nè đó. Toàn bộ giấy tờ xe có đăng kiểm đàng hoàng luôn. Mà cái người giới thiệu nó là em của tôi nữa. Thì làm sao mà xe của anh được? Chị cứ bình tĩnh. Để tôi giải thích cho chị hiểu. Thứ nhất là xe của công ty chúng tôi, cho nên khi cho khách thuê chúng tôi đều có gắn máy định vị trên xe để đề phòng rủi ro. Thứ hai là chúng tôi có giấy tờ gốc chứng minh chiếc xe đó là của chúng tôi. Thứ ba là chúng tôi có bản hợp đồng cho thuê xe mà có chữ ký của Nguyễn Văn Sơn. Đây, chị xem lại đi. Lúc đến thời hạn trả xe thì anh Sơn ảnh có đến trả tiền thuê xe. Tuy nhiên
anh Sơn ảnh xin gia hạn thêm 2 tuần vì lý do là cần xe để giải quyết công việc riêng, cho nên chúng tôi đã chấp nhận. Từ đó cho đến nay là đã 2 tháng rồi, nhưng mà tôi không thấy anh Sơn đến trả xe, cũng nhờ thiết bị định vị mà tôi tìm đến đây. Trời đất ơi, không lẽ cái chuyện này xảy ra sao ta? Tôi cũng liên lạc với ông mấy tháng nay cũng không có liên lạc được á. Rồi anh chờ chút xíu đi, để tôi điện cho thằng em tôi nha. Trâm ơi, chị Trâm. Chị Trâm ơi. Hình như nó kìa. Sao chị, mấy nay chị có liên lạc được với anh Sơn không? Không, chị định gọi cho em nè. Không có liên lạc được cái gì hết á. Trời, em kiếm nó mấy bữa nay, em muốn biết là cái tiến độ công trình của em là ở đâu, mà không gặp nó thì mới phát hiện ra là công trình nó chuyển nhượng cho người khác rồi. Em tới nhà riêng á thì nhà riêng cũng bán luôn rồi. Em thấy xe nó còn ở đây mà. Cái chiếc xe đó là nó thuê của anh này nè. Nó đem qua nó cầm chị cầm nó 200 triệu đó. Chết rồi em ơi, mình bị gạt rồi. Anh là chủ của cái xe này hả? Đúng rồi, đây là giấy tờ chứng minh chiếc xe là của tôi. Toàn bộ giấy tờ đó. Vậy là chị em mình bị lừa rồi chị ơi. Còn cái gì nữa? Không ấy, bây giờ em với chị với cái anh này ra ngoài công an trình báo sự việc này đi. Hả chị? Vậy chứ sao giờ? Đi anh, đi anh. Đi 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 chị, gấp chị. Rồi sau mấy tháng trời không có liên lạc được thì tôi mới liền tới là công trình để coi cái tiến độ tới đâu rồi. Thì tới nơi thì tôi mới ngã ngửa biết là công trình anh ta chuyển nhượng cho người khác rồi. Tới nhà thì nhà cũng bán luôn rồi. Thì tuy là chị tôi không có trách cứ gì nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy chứ. Tại vì có tôi đứng ra bảo lãnh nên chị tôi mới có phần chủ quan rồi lơ là, rồi cũng không có kiểm tra kỹ giấy tờ xe này nọ nữa. Đến lúc sự thật được phanh phui, không chỉ người chủ tiệm cầm đồ mà ngay cả người đứng ra bảo lãnh để tên lừa đảo cầm cố chiếc xe ô tô cũng tá hỏa. Xác minh lại sự việc, anh càng bất ngờ hơn khi biết hắn ta đã chuyển nhượng dự án đang thi công cho anh sang một người khác. Chia sẻ với Nguyên Khang, anh vẫn còn day dứt khi đã gián tiếp hại người chị của mình mất trắng số tiền 200 triệu. Không phải lỗi do anh, mà lỗi ở chiêu trò của tên lừa đảo quá tinh vi, đã lợi dụng lòng tốt của anh để lừa đảo. Còn về phía người chủ tiệm cầm đồ trong tình huống trên nói riêng và các tiệm cầm đồ nói chung, Nguyên Khang cũng xin chia sẻ vài điều như sau. Chủ tiệm nên yêu cầu khách hàng cung cấp cho mình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, cà vẹt xe ô tô bản chính để xác minh được chính xác chủ sở hữu chiếc ô tô đang cầm cố. Giấy đăng kiểm giúp xác minh nguồn gốc, xuất xứ và đời xe chính xác nhất. Có như vậy chúng ta mới không phải là con mồi của bọn lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu ở ghép để có bạn cùng phòng trò chuyện, để chia sẻ khoản tiền sinh hoạt hàng tháng như tiền phòng, tiền điện, tiền nước là điều mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở những khu vực đông học sinh, sinh viên, những khu vực có nhiều công nhân, người lao động sinh sống, làm việc. Và cũng vì nhu cầu cần người ở ghép nên gần đây mới xuất hiện thêm các dịch vụ đăng tìm người ở ghép nhà trọ. Bên cạnh đó, chính những đối tượng cần có người ở ghép phòng trọ cũng sẽ tự tìm bạn chung phòng bằng nhiều cách khác nhau như nhờ người quen giới thiệu hoặc thông qua chủ trọ hoặc tự bản thân đăng tìm. Điều đó không có gì đáng bàn nếu như gần đây không xuất hiện thực trạng bọn lừa đảo đã lợi dụng nhu cầu cần có người ở ghép phòng trọ để giả vờ xin ở ghép rồi tìm cách trộm tài sản của nạn nhân. Hãy cùng xem một tình huống mà ban biên tập của Chuyện Cảnh Giác đã tái dựng lại ngay sau đây quý vị nha. Dạ, 2 triệu uống nước nha. Cảm ơn tụi em nha. Phòng ở đây á, thấy vệ sinh sạch sẽ, an ninh, có một cái cổng với lại mỗi người có một chìa nữa. Được quá ha. Dạ, tại ở đây á toàn là dân làm văn phòng không ạ, nên cũng yên tĩnh. Với lại giá thành hơi cao nên hai chị em phải đăng tin để tìm người ở ghép. Chứ có hai chị em mà em không có nổi. Dạ. Cái khu nhà trọ trước có hai chị ở á, nó mất an ninh mồ mèo nữa. Chị thấy ở đây là hài lòng lắm luôn rồi đó. Hai chị em tôi ở phòng đây cũng được một năm rồi, an ninh sạch sẽ, có điều là giá phòng hơi cao nên chị em tôi hả cũng đăng tin tìm người ở ghép. Thấy hai chị ở chung nhìn họ cũng sạch sẽ lắm, lại nghe họ nói là làm trong siêu thị, cũng là dân văn phòng nên hai đứa tôi cũng an tâm và đồng ý cho ở chung.
Mà hai tụi em học đại học năm mấy rồi? Chị ra trường được 1 năm rồi, chị Trâm đây là 2 năm rồi, tụi chị đi làm hết rồi. Dạ, em thì năm thứ 4, còn Thư thì năm thứ 3. Vậy là hai chị là nhân viên trong siêu thị hả? Làm ở trong đó vui lắm, có nhiều ưu đãi cho nhân viên lắm. Mà đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa đó. Dạ hả chị? Bà, bệnh nghề nghiệp đó bà. Thì có gì đâu, tôi thấy cái nào có lợi tốt cho hai em đây thì tôi nói thôi. Với lại chị em mình cũng sắp trở thành người một nhà đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Chị sẵn đây chị nói cái chương trình này luôn. Cái chương trình của mình là nhận mỹ phẩm, bốc thăm trúng thưởng. Mà cái chương trình này chỉ dành cho người thân, bạn bè thôi, chứ người ngoài không có tham gia được đâu nha. Đây là mỹ phẩm nè. Nè, chị cho coi cơ cấu giải thưởng nè. Đây nè ha, ví dụ như em được mã số này thì em sẽ được giải thưởng này. Cái này thì sẽ được cái này. Tất cả các cỡ nào cũng có quà ở trên, quan trọng là giá trị cao hay thấp thôi. Nhiều lắm ha, tivi, tủ lạnh, đầu máy rồi điện thoại này kia nọ, tất cả thứ tật, cỡ nào cũng có quà hết, yên tâm đi. Đây. Ủa, chị sản phẩm này á bao nhiêu tiền vậy chị? Em, cái này là quà tặng cho nhân viên ở trong siêu thị. Ai cũng được trúng hết á, đặc biệt là không biết là quà thưởng cao hay thấp thôi. Chị ấy lấy ra giới thiệu á, xong lại có nhà ý cho chúng tôi, rồi chị ấy lại hướng dẫn cách chúng tôi cào mã vạch để tìm cách dò giải thưởng. Chị ơi, vậy á sao mà mình biết được trúng hay không chị? Đây chị, đây chị chỉ cho. Đây. Đây nè, ở trên đây nó sẽ có cái mã vạch. Đây, chỉ cần nhấn vô đây. Đó. Ê trời đất ơi. Ê qua 1000 người. Không ai trúng hết. Có hai đứa là trúng. Mã số 001. Ủa, chị nói tụi em trúng hả? Được, chị xíu. Sau khi lấy điện thoại quét mã trên hộp sản phẩm á, thì hai người đó nói là chị em tôi hả may mắn trúng được một cái tivi và một cái điện thoại cao cấp. Hai chị em tôi hả thì cũng đang là rất cần mua điện thoại mới, mà ở đâu á hả không lại hả được may mắn trúng thưởng nên vui lắm, liền tin những gì hai người đó nói. Trời ơi, chị hai, cái điện thoại hai chị em mình đang cần luôn á. Không ngờ là tụi em may mắn vậy luôn á. Nhưng mà bây giờ làm sao để nhận thưởng vậy chị? Khoan, đợi đi một xíu, chị gọi cho sếp chị báo cáo tình hình coi sao nha. Alo, sếp ơi, sếp, mã số 001 á, có người trúng rồi nha sếp. Là một cái tivi, với lại đang có chương trình khuyến mãi thêm một cái điện thoại smartphone 10 triệu đó sếp. Dạ, vậy bây giờ á, em cho người xuống chụp hình, rồi trao giải thưởng luôn. Dạ, ngay bây giờ luôn nha sếp. Dạ. Trời ơi. Sao chị? Yên tâm, sếp chị nói một tiếng nữa sẽ có người đến quay phim chụp hình trao giải thưởng cho hai đứa luôn. Ủa, chị là trao liền vậy luôn á hả? Đúng rồi, ủa giải thưởng mà em phải trao liền chứ sao? Hai em mà bỏ mất hả? Mất cơ hội may mắn lắm đó nha. Dạ, tụi em cảm ơn chị nhiều nha. À, mà tí nữa có người xuống quay phim á, hai em vui lòng cho chị thu hai em 600.000. Cái đó giống như là đóng lệ phí ủng hộ nha. Ủa, vậy phải đóng tiền lệ phí nữa hả chị? Đúng rồi em, công ty nào mà chương trình khuyến mãi, tặng quà khuyến mãi cũng đều phải đóng lệ phí hết. Bây giờ không tin em đi hỏi thử coi, với lại ở đây là giải thưởng giá trị cao nữa chứ đâu phải giá trị thấp đâu. Tại vì giải thưởng của tụi em cao nên tụi em phải đóng thuế, thì cũng giống như là những giá trị quà tặng của tụi em thôi. Mà cái này là để gây quỹ từ thiện chứ bên công ty chị đâu có nhận đồng nào đâu. Vậy là tiền đó để làm từ thiện hả chị? Đúng rồi tụi em. Tụi em có 200.000 thôi à. Nói nghe, bây giờ hai đứa cứ do dự vậy á là coi như là mất giải thưởng nha. Không có may mắn nha, không có tivi cũng không có điện thoại smartphone luôn nha. Nghe hai người đó nói phải đóng thuế trước khi nhận quà. Thú thật là hai chị em tôi hả cũng có chút do dự lắm. Nhưng họ cứ liên tục đốc thúc. Hơn nữa vì món hàng trúng thưởng cũng có giá trị cao, nếu không nhận thì uổng quá. Nên sau khi bàn bạc á, thì chị em tôi mới quyết định là đi ra trụ ATM gần nhà trọ để rút tiền đóng phí. Còn tôi thì ở nhà. Thì hai người phụ nữ đó kêu là cần phải ăn mặc cho đẹp, trang điểm nhẹ để lát quay phim họ tới ghi hình cho lịch sự.
Chị tin tưởng là sắp là chị em cùng phòng, nên hai chị em tôi làm theo những gì họ nói mà không có chút nghi ngờ nào hết á. Dạ. À, vậy em thôi, hai chị ngồi đây chơi xíu nha. Em vô cái em ra liền. Chờ em xíu. Dạ. Ủa? Cái laptop. Tới khi mà hả tôi thay đồ xong á đi ra thì mới hoảng hồn á, không thấy họ đâu nữa. Laptop á thì cũng mất tiêu luôn. Thật đúng là hai ả lừa đảo gian xảo mà. Nhớ lại á hả thì chắc là họ cố tình dụ chị tôi đi rút tiền, còn mình tôi ở lại hả thì dụ tôi vào thay đồ để cầm hai cái laptop bỏ trốn mà. Qua sự việc của tôi hả, tôi mong các bạn có cần người ở trọ hả thì nên cẩn thận chút, phải dò xét rõ ràng và cũng đừng có tin là mình may mắn trúng những giải thưởng từ trên trời rơi xuống nha. Kệ đi má, cái tiền cũng lâu nữa. Nè, của mày nè, mà công nhận mày hay thiệt ha. Trời ơi, đưa ra một đống quà luôn là tụi nó lé mắt nghe lời mình liền. Tao nói mày nghe, mày phải đánh vô mấy đứa sinh viên, thứ nhất nó có địa chỉ sẵn, thứ hai là tụi nó thích những mỹ phẩm nè, những cái đồ mà giá trị công nghệ. Ví dụ như mày vô mày thấy điện thoại cờ bắp, mày phải bịa ra điện thoại smartphone, có cái gì đâu mà khó. Thì đó, tao thấy tụi nó xài cờ bắp nên tao địa liền, tao nói là có chúng điện thoại xịn liền. Ê, hôm nay tao mày may mắn á, hay thử kiếm coi còn con mồi nào nữa không. Để tao lấy điện thoại vậy. Tao dọn cái, mày dọn cái đi, quỷ, lẹ lên. Nguyên Khang được biết, sau khi nhận được lá đơn trình báo của nạn nhân, công an khu vực nơi mà hai nữ sinh viên ở đã bố trí lực lượng đi nắm tình hình. Sau gần một tháng, công an đã phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi, bắt được tại trận khi hai ả đang lừa đảo nạn nhân khác. Và hiện đã đưa về trụ sở để điều tra. Đây là một vụ lừa đảo chuyên nghiệp, tinh vi, bị hại chủ yếu là sinh viên từ các tỉnh về trọ học và đang cần tìm người ở ghép, lại dễ tin người, tham tiền, tham của, trúng bẫy của kẻ gian. Thế nên nếu như quý vị nào đang có nhà cửa trọ để cho thuê hay ai có nhu cầu tìm bạn cùng phòng để ở chung thì chúng ta cũng nên cẩn trọng, xem xét kỹ điều này. Ngoài ra, đừng mua bán, đừng ham mê những món quà có giá trị từ trên trời rơi xuống để tránh mất mát tài sản. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyện cảnh giác cũng đã hết. Nguyên Khang xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 16:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Khang cũng rất mong thông qua chương trình này, quý vị khán giả sẽ trang bị cho mình những kiến thức hữu ích để phòng tránh được những chiêu trò của bọn lừa đảo. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc. Nguyên Khang xin kính chào và hẹn gặp lại.